bên DW Hàn Quốc, bác sĩ Dung á, tên là Ôi Dung gái ạ. Ôi Dung gái ạ. Không Dung trai. Không Dung trai. Chào mọi người, bây giờ mình sẽ phân tích một cái trường hợp là điều trị sập mi ở người có tuổi. Mình đổ bác sĩ Dung. Mí mắt sụp hai bên rất là rõ đúng không? Sụp theo đuôi cọc này, cọc này. Nhưng mà cô này thực ra thì mở mắt cũng không có nhiều cũng dư, mà chủ yếu là cái cơ và cái da như nó sụp xuống hai đuôi cọc xuống góc mắt ngoài là cũng rất là rõ. Nó buồn lắm. Như vậy hôm nay cái chỉ định trong trường hợp này đúng nhất á là phải cắt bỏ da và nâng cái đuôi lên, nâng đuôi mắt. Nhưng mà cái mắt này nếu mà chúng ta lấy mở là mắt sẽ trợn ngược liền. Mà trường hợp này chúng ta không lấy mở mà cắt kéo đuôi ra để nâng đuôi lên, chúng ta làm bên trái trước để chúng ta thấy sự khác biệt. À mà đây là một bệnh nhân rất là dễ thương. Đó. Đó là sẵn sàng là cho bác sĩ quay để xem luôn đó. Bây giờ chúng ta nhìn cái thì chúng ta thấy mắt bên này rõ mấy rất rõ này. Mắt dư mới xong, bên này chưa cắt thì nó dư da nhiều đúng không? Cái đường này tôi vẽ đây thôi, mới vẽ đây thôi, vẽ thấy đường này này mà dư da sụn gì, còn cái này chúng ta làm vẫn rồi này. Và cũng mắt cắt trong cái kỹ thuật cắt của bệnh viện Chan Yeung, chúng ta cắt không bao giờ mí quá to trận lượng, nó vừa thôi, đúng một như cũ. Bên này chúng ta thấy chưa cắt này, còn dư da rất nhiều. Thì chúng ta kéo đuôi tới đây này, và cái đường đây là cái đường cắt dưới. Qua đây chúng ta sẽ bỏ toàn bộ lên. Như vậy là cái kết quả là mổ trên bằng mổ so sánh, tức là hoàn toàn không xương nhiều. Nếu chúng ta xương nhiều thì cái đánh giá mí nó không chính xác mà. À, con mắt này này và con mắt này, đúng không? Sao biết này lâu chưa? Biết biết qua người bạn của bạn nước ngoài á thì cô cũng rất là quá đẹp. Cái gì một cái mụn trên mặt cô cũng khó chịu rồi, cho nên là cô mò mẫm cũng giỏi lắm. Thì lúc đó mình với bữa hôm thì cũng có máu nghệ sĩ cũng rất là hay hát livestream. Thế thì khi hôm trước thì bạn bè nói là cái đuôi mắt nó hơi xệ rồi, đi cắt đi. Đuôi mắt nó hơi xệ rồi, đi cắt đi. Khi mà livestream xong thì quay lại thì thấy đúng thực sự mắt mình xệ thiệt. Mình xệ thiệt. Thì Vi gọi điện cho bạn cái lúc tại tối nào cũng chém gió với nó bên Mỹ á. Thì bạn nói là theo tôi á là đi bắt lên cái bệnh viện này này có người thì giới thiệu chỗ này anh kia, nhưng mà mình cũng mông lung lắm. Thế thì mà mình đặt niềm tin bởi vì cô này thứ nhất là rất là giàu có và về kiến thức xã hội cũng biết là rất là giỏi, hiểu sâu. Thế thì mới nói là lên DW Hàn Quốc, bác sĩ Dung á, tên là Ôi Dung gái ạ. Tên là Ôi Dung gái ạ. Ôi Dung gái ạ. Không Dung trai. Không Dung trai. Chưa có mở ra gì Dung gái hả? Xong rồi với mở ra thì thấy cái trường hợp mà anh mến á, bác sĩ Dung với tập đoàn của viện á làm thì mình cũng là vô cùng ngưỡng mộ, là mình nghĩ đây là một công trình khoa học lớn của thế giới, không phải của đất nước nữa. Mình không hiểu nổi nữa, từ một cái da mà cái gì mình đổ hết cái miệng mà ăn mình giống như thọt một cái củ khoai lang một cái ăn được, mình không tưởng tượng. Mình phải nói là một cái trình độ bác sĩ mà quá kiệt xuất chứ không phải là giỏi, nên dùng từ quá kiệt xuất luôn. Máu men mà từ dây thần kinh nó quá trời mà sao mà gọt trở thành người bình thường. Chị vô cùng ủng hộ cái này, thay đổi cuộc đời của người ta một cách là không tự tự máu luôn. Rồi, cảm ơn chị. Thời gian này ví dụ ai mà giáo viên thì làm thời gian này rất là hợp lý. Rồi, cảm ơn chị, vô tiếp. Nếu bạn thấy thích video này thì đừng quên để một like và nhấn đăng ký kênh để giúp chúng tôi sáng tạo thêm nhiều video thú vị hơn. Xin cảm ơn.